trong vắng thao thức từng đêm thấy nghẹn ngào nhớ em rát rào. Mạnh Tiến ơi, cái thời gian gần đây anh thấy em quảng cáo rất là nhiều các loại loa ở trên mạng ấy, và anh thấy có rất là nhiều cái đẹp và cũng rất là hot. Và anh thì với cùng với vợ thì đang ở chung cư, mà bây giờ anh đang cần em tư vấn giúp cho anh có một cái loa nào mà nó hợp với cái không gian ở trong cái chung cư khu nhà anh được không? Cảm ơn anh Cường đã chia sẻ. Thì cái câu hỏi của anh thì rất nhiều người hỏi em là cần một chiếc loa này, đi du lịch này, đi chơi này, hát ở trong nhà này, cắm được TV này. Thì đây chính là cái mẫu loa mà DK12 Pro này. Bây giờ em sẽ cùng mời anh trải nghiệm hát tại giữa không gian đây ở ngoài trời này. Đây, anh có thể quay nhìn thấy rất là đẹp như thế này. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ thử hát tại đây xem sao. Đã bao đêm anh thức viết thư tình gửi trao em tình yêu và nỗi nhớ. Trong đêm khuya vắng anh nghe lòng mình sao lắng, ta xa nhau đã bao mùa qua. Ánh trăng khuya lẻ bóng đứng một mình, gió bên hiên nhẹ ru làm nhớ thêm. Đêm nay không có em bên mình cùng sưởi ấm, anh mơ ôm lấy em vào lòng. Anh gọi mãi tên em người ơi, nhưng chỉ thấy sao xăm ngút ngàn. Những câu hát những nỗi niềm riêng viết lên đây mong người sẽ thấy. Anh gửi gió yêu thương bao mây, anh gửi mãi không sao lấp đầy. Lối trong vắng thao thức từng đêm thấy nghẹn ngào nhớ em rát rào.